Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em cài mạng 4G cho các điện thoại mà cái sim đó đã cài 4G rồi mà điện thoại của bạn không vào được mạng, nó báo lỗi kết nối như này anh em. Đó, nó báo lỗi kết nối như này, có nghĩa là không vào được. Bạn thử YouTube nó báo như này, nó không vào được mặc dù anh em đã đăng ký 4G rồi. Thì đây, đầu tiên là các bạn sẽ vào cài đặt điện gọi điện thoại của anh em. Hiện nay là thường là hai sim, anh em sẽ xác định sim nào là sim đăng ký mạng này. Anh em đừng đừng vội bật cái này nha, cái hai mũi tên lên xuống này là dữ liệu di động á, đừng vội bật. Thì cả anh em sẽ vào phím tắt trên này, kéo xuống từ trên xuống dưới này, anh giữ vào cái dữ liệu di động. Các anh ạ, anh em thấy cái dữ liệu di động không? Đó, thì đây là mình, cái điện thoại của mình là điện thoại hai sim. Thì anh em xác định cho mình là cái sim nào là sim đã đăng ký dữ liệu di động, sim nào là đã đăng ký dữ liệu di động nha anh em. Thì ở đây là mình đã đăng ký sim Viettel này, thì sim Viettel này thì mình sẽ bấm vào sim Viettel, cái dấu trắng trắng ở dưới này, đó, cái dấu xanh ở dưới là mình sẽ vào mạng này. Đó, bạn anh em thấy không, dữ liệu di động. Thì các anh em, nếu mà anh em đăng ký sim 1 thì các anh em bấm vào sim 1, còn ở đây là mình là bấm sim 2. Thường thường sim 4G thì anh em để vào sim 1 nhé, nhưng mà đây là cái sim chính của mình, sim Mobi, nên mình bỏ sim 4G và sim 2. Anh em bấm vào đây hoặc là vào đây. Nếu trên điện thoại của anh em không có kéo xuống, nó không có bấm được, nó không vào trực tiếp được vào đây, anh em vào cài đặt. Anh em cho mình có chữ kết nối. Thường là chữ kết nối này là một số dòng Samsung là có cái quản lý sim á, thì không có thì anh em vào đây tìm cho mình một quản lý sim mạng di động. Đây, thẻ sim đây, quản lý thẻ sim đây anh em, dữ liệu di động, quản lý thẻ sim. Anh em vào quản lý thẻ sim. Gọi qua 4G loại ưu tiên. Mỗi điện thoại nó có một cách cài khác nhau nha anh em. Quản lý thẻ sim này thì anh vào quản lý thẻ sim này, anh em sẽ chọn dữ liệu di động là sim của mình đã cài. Ở đây là điện thoại mình là con VinMate, thì dữ liệu di động này nó sẽ báo này, dữ liệu di động mình đang là bật Viettel, cái hàng đầu tiên này mình đang bật Viettel thì nó sẽ cái sim 4G của mình là sim Viettel thì nó hiện ra chiếc Viettel này. Anh em kiểm tra trên cục sóng này nó hiện chưa 4G chưa. Đó, đấy, nếu mà bật sim 1 thì chiếc 4G nó ở sóng ở sim 1, còn sim 2 bật sim 2 thì ở cái chữ 4G này sẽ nháy nháy ở chỗ sim 2 này. Rồi, thứ nhất. Rồi, nếu vẫn chưa có số chữ 4G này, nếu vẫn chưa xuất hiện chữ 4G này, anh em vào chữ quản lý sim này, anh em bật vào cái sim mạng của mình là sim Viettel đây. Anh em chọn loại ưu tiên này, anh em bấm ở trên cùng là 4G, 3G, 2G này. Bật về chế độ tự động, đó, anh em thấy chưa? Bấm OK. Tên và tên điểm truy cập này cũng được, cũng vậy này, anh em bấm vào đây. Anh em sẽ vào dấu ba chấm ở trên cùng này, anh em bấm vào chữ đặt bề mặc định cho mình, bấm vào chữ đặt bề mặc định là tự nhà cung cấp mạng nó sẽ cài đặt cấu hình mặc định cho cái sim đó. Ở đây là Viettel thì là V Internet, là Viettel Internet đó, là nó sẽ vào được nha anh em. Xuất hiện cục trong 4G này sẽ vào được này. Rồi, anh em thử vào xem được chưa nè. Rồi, OK, như này là vào được rồi nè anh em. Đó, như vậy là đã vào được rồi đó. Kết nối.
Còn trường hợp mà anh em có vào được nhưng mà nó chỉ vào được một lúc là nó mất luôn. Vào được một lúc là nó mất luôn, có nghĩa là anh em đã đặt giới hạn di động cho cái sim của mình, thì các anh em sẽ bỏ lại giới hạn dữ liệu di động, sử dụng dữ liệu di động. Đây. Nó vào một lúc là nó mất luôn, thì anh nó cái nhà cái điện thoại này nó đặt đặt cái độ mặc định là bao nhiêu ghi đấy, thì anh em nó tự nó tắt. Đây, hạn mức cảnh báo dữ liệu di động này. Hạn mức di động G1 như mai. Anh em vào đây. Anh em tắt cái dòng này đi. Đây, ở dưới này. Đó. Cái đây. À, đặt cảnh báo dữ liệu di động. Thì thường thường anh em bật cái này lên thì anh em sẽ tắt đi. Tắt nhìn là như này, là trắng như này, còn bật lên là xanh. Xanh thì anh cảnh báo dữ liệu di động này, một số cái điện thoại nó cứ cảnh báo là bạn đã xài hết mức độ dữ liệu. Nếu mà bạn thích thì bạn cho nó 1.000 GB, bạn ghi vô cho mình chữ 1.000, là không bao giờ nó 10 10.000, 1.000 đi, đặt không bao giờ nó báo nữa, không bao giờ nó đặt cảnh báo dữ liệu nữa. Còn không là bạn tắt cái này đi cho mình đó, tắt đặt cảnh báo dữ liệu di động đi, là nó xài thoải mái tèn cao, bao giờ hết cái sim 4G thì nó mới ngưng ngưng vào mạng anh em. Rồi, xin chào anh em, video mình nói tới đây thôi. Rồi, chào anh em nha, hy vọng anh em sẽ